Trời, thế ăn mặc thoáng mát thế này mà da rẻ vẫn mịn màng trắng trẻo nhỉ? Thế có bí quyết gì không? Em nghe có mùi mốc mỉ ở trong câu hỏi này chị giáo ạ. Nhưng mà thôi, em vui em bỏ qua hết. Mà em đẹp chứ em đâu có ngu đâu. Muốn da đẹp thì chắc chắn là phải sử dụng kem chống nắng. Mà các bạn có biết không? Chúng ta đang ở trong một thời đại công nghệ chống nắng. Ôi chết rồi. Các hãng, các thương hiệu lớn ở trên thế giới liên tục cho ra mắt những công nghệ chống nắng tối tân. Nó không chỉ là giúp là cải thiện chỉ số chống nắng mà còn mang lại một kết quả mỹ mãn ở trên bề mặt da với một lượng sử dụng vừa phải. Và việc của chúng ta chỉ là chăm sử dụng kem chống nắng thôi thì chắc chắn là da sẽ đẹp cho dù có hở hang đến mấy đi chăng nữa. Mà các bạn muốn biết đấy là những công nghệ chống nắng gì chúng ta cần phải sắm ở trong thời đại này thì nhớ là phải xem hết video clip này nhé. Hoa hậu hở hang sẽ sẵn lòng chia sẻ cho các bạn. Và đừng quên là like video clip này, không thích thì cũng nhớ like nhé. Các bạn ạ, sắp qua rồi cái thời kem chống nắng mà kết cấu tốt thì chỉ số lại rất hí hệ tầm thường. Còn nếu mà chỉ số ổn ý, thì dùng không thể chịu nổi, như dày, bóng, bí, khó chịu. Còn nếu được cả hai thì đau ví. Tất cả đều nhờ cái gọi là công nghệ chống nắng. Và khi mà tìm hiểu thì em mới phát hiện ra là có rất nhiều những công nghệ chống nắng hay ho đang được áp dụng và đang được nghiên cứu. Đó là những công nghệ gì? Thì các bạn hãy cùng tìm hiểu. Và sau video clip này thì chúng ta sẽ mở ra thêm một tiêu chí nữa khi lựa chọn kem chống nắng. Không chỉ là dựa trên màng lọc chống nắng, chỉ số chống nắng hay là kết cấu sản phẩm mà còn có một cái được gọi là công nghệ chống nắng. Dù thích hay không thích, hợp hay không hợp với những sản phẩm của Shiseido thì chúng ta đều không thể phủ nhận một điều rằng là hãng có kem chống nắng rất ổn. Cả Shiseido hoặc là Anessa, đặc biệt là về khả năng chống trôi cũng như là giàn trải của sản phẩm. Cái này thì dựa trên một nghiên cứu của hãng, đó là khi mà sản phẩm kem chống nắng mà được giàn trải đều trên bề mặt ấy thì sẽ tăng cường khả năng chống nắng lên đến 6 lần so với cả bình thường. Và chính vì vậy, những công nghệ sau này đều tập trung vào chuyện làm như thế nào để mà lớp kem chống nắng của chúng ta không chỉ là bám mà còn là trải đều ở trên bề mặt. Cụ thể là công nghệ gần đây nhất là HeatForce năm 2019 hay công nghệ trước đó là WetForce năm 2014 thì đều là những công nghệ tập trung vào chuyện này. Nói trước về HeatForce ha, em cũng đã từng nói về những công nghệ này trong một video clip khác rồi đúng không nào? Thì HeatForce là một công nghệ dựa trên một insight của người dùng là khi mà chúng ta đi ra ngoài thì nhiệt độ của môi trường cũng như là cơ thể sẽ tăng lên và sẽ làm giảm hiệu quả của hoạt chất chống nắng do không còn được trải đều ở trên bề mặt nữa. Thì với HeatForce Technology sẽ làm được một điều, khi nhiệt độ càng tăng lên thì lớp kem chống nắng của chúng ta lại càng được dàn trải đều và tạo một thể đồng nhất, một lớp màng đồng nhất ở trên bề mặt da. Và nhờ đó thì tăng cường hiệu quả của kem chống nắng. Các bạn thấy thần kỳ đúng không? Nhờ công nghệ mà biến chuyện không thể thành có thể, chuyện phi lý nghe thành rất hợp lý. Càng nhiệt càng nóng thì lại càng chặt chẽ và càng đều. Hay là ví dụ như là WetForce năm 2014 đi, thì là càng tiếp xúc với nước thì lại càng chặt chẽ và mịn màng. Làm như thế nào để làm được điều đó? Dựa trên một nguyên lý của hãng là cảm ứng khoáng ion, có nghĩa là có những thành phần cảm ứng với chất khoáng và mang điện tích. Thì những thành phần này sẽ có trong kem chống nắng của Shiseido hoặc là Anessa. Mồ hôi, nước máy, nước biển thì sẽ có thành phần khoáng và mang điện tích dương. Trong khi ở trong kem chống nắng thì sẽ có những cảm ứng khoáng mang điện tích ẩm. Chúng tiếp xúc với nhau, chúng trai dấu, chúng hút nhau, tạo ra một liên kết còn chặt chẽ hơn nữa và một màng chống nắng siêu bền vững. Tiếp theo là phải kể đến công nghệ Netlock của nhà L'Oreal, được ứng dụng từ năm 2018 trong một số những sản phẩm như là La Roche-Posay Antelios này, rồi dòng chống nắng của Garnier hay là Missa. Tuy là Netlock thì không được giới thiệu một cách rộng rãi nhưng đây cũng là một công nghệ đã được ứng dụng khá là lâu rồi. Và cơ chế của công nghệ này đó là dựa vào một loại polymer sẽ giúp là ổn định được công thức chống nắng. Ngoài ra thì sẽ tạo gel và một màng liên kết chặt chẽ, bền vững rồi trải đều sản phẩm ở trên bề mặt, nhưng lại rất mỏng nhẹ và trong suốt, giúp kháng nước này, kháng mồ hôi, cát và ngăn chặn chảy vào mắt. Còn nếu mà bạn là một tín đồ của kem chống nắng vật lý thì có thể bạn sẽ quan tâm đến một công nghệ mới của Amor Pacific đang nghiên cứu và chắc là sẽ áp dụng trong thời gian sắp tới để giúp là cải thiện được kết cấu cũng như là vẻ bề ngoài khi sử dụng những thành phần như là titanium dioxide hoặc là zinc oxide trong kem chống nắng của mình.
thay vì là sử dụng hàm lượng quá nhiều titanium dioxide hoặc là zinc oxide thì sẽ gây ra trắng mặt, nặng mặt, thì sẽ giảm bớt nồng độ này và thêm vào những hạt silica rỗng giữa kích thước nano. Những hạt này sẽ tạo thành một lớp màng chống nắng trong suốt. Và cái hay ý là tất cả các hạt silica rỗng giữa kích thước nano này có thể thay đổi mật độ cũng như là kích thước của mình để mà giúp phản chiếu ánh sáng không chỉ là tia UV mà cả những ánh sáng nhìn thấy được một cách hiệu quả hơn. Nhờ vậy, vừa tăng cường khả năng chống nắng nhưng mà lại bớt trắng và mỏng nhẹ ở trên mặt. Một công nghệ khác xem bất different với nhà Amo Pacific có tên gọi là Sunsphere Bio SPF Booster. Đây không phải là một hoạt chất chống nắng mới mà là một chất tăng cường chỉ số SPF sinh học được bổ sung thêm vào những thành phần sẵn có. Về mặt bản chất ấy, thì nó là những hạt silica siêu mịn với kích thước là micro, và cơ chế hoạt động của bạn ấy đó là tán xạ ánh sáng có thể được bổ sung vào một công thức sẵn có là hữu cơ hoặc là vô cơ hoặc là dạng lai. Một nghiên cứu Invipo của hãng thì đã chỉ ra rằng nếu cho thêm 2% chất này vào trong công thức sẵn có thể cải thiện được chỉ số SPF từ 14 cho đến 46. Và ngoài công dụng là tăng cường chống nắng ra thì chất này còn được biết đến với vai trò đó là để ổn định công thức cũng như là chất làm dày. Nếu như bốn công nghệ đầu tiên tập trung vào chuyện nghiên cứu và ứng dụng một loại polymer hoặc là silica mới thì công nghệ cuối cùng sẽ có một cách tiếp cận khác, đó chính là foam block của HelioCare. Đây là một công nghệ được phát triển bởi nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Fitzpatrick thuộc Đại học Harvard. Bản chất là một hỗn hợp có thành phần chính là chiết xuất sơn sỉ, có chứa nhiều polyphenol như là folic acid, cinnamic, cà phê X, vanillic acid, rồi bên cạnh đó là một số những gốc đường đơn như là fructose, mannose, glucose và flavonoid. Vì hỗn hợp này sẽ giúp được một chuyện rằng là đầu tiên ức chế chuyện sản sinh các gốc tự do, bên cạnh đó thì sẽ sửa chữa được những tổn thương của DNA, ngăn ngừa chống lão hóa và sẽ cải thiện được sức đề kháng của da, tức là cải thiện được tình trạng nhạy cảm của da trước ánh nắng mặt trời. Sau này thì công nghệ foam block có những thế hệ mới được gọi là foam block plus hoặc là foam block FC, sẽ tăng cường thêm folic acid này, thêm caffeine, rồi trà xanh và vitamin C, E để mà tăng hiệu quả. Thực ra tất cả những thông tin này biết thì tốt, không biết cũng không sao cả. Nhưng mà một khi đã tìm hiểu rồi ấy, thì thực sự là cảm thấy vô cùng thích thú và hay ho. Và cái quan trọng là em cảm thấy là sẽ có thêm niềm tin vào hoa hồng rằng chúng ta sẽ càng ngày càng có nhiều sản phẩm tốt hơn, thú vị hơn, hiệu quả hơn với mức giá hợp lý hơn. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Không biết là các bạn có đang sử dụng một sản phẩm nào có những công nghệ tương tự hay không? Chia sẻ phía dưới cho em và Happy Skin nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Bye bye.